bệnh nhân nam trẻ tuổi tên X, trú tại Long Biên, Hà Nội, vào viện trong tình trạng nhức, khó chịu ở khu vực đại trực tràng, tiếp xúc tốt, da, niêm mạc bình thường. Bệnh nhân được chỉ định chụp X quang ổ bụng, kết quả X quang cho thấy có hình ảnh dị vật cản quang vùng trực tràng và đại tràng sigma. Bệnh nhân cho biết, trước đó khoảng 2 giờ, bệnh nhân bị lọt một cục pin con thỏ vào đại trực tràng. Sau đó, bệnh nhân dùng dây kim loại cho vào để lấy cục pin. Kết quả bị mắc cả cục pin và dây kim loại, không tự lấy ra được. Bệnh nhân được chỉ định nội soi gây mê đại trực tràng cấp cứu lấy dị vật. Khi tiếp cận được dị vật, các bác sĩ nhận thấy một đầu dây kim loại mắc vào các nếp bán nguyệt của đại tràng sigma, gây tổn thương và xây xước niêm mạc đại trực tràng. Sau khi cố gắng kiểm soát được đầu trong của dây kim loại, bác sĩ đã lấy dị vật này ra ngoài, sau đó dùng thòng lọng lấy tiếp viên pin an toàn và thuận lợi. Theo các bác sĩ, dị vật đường tiêu hóa rất hay gặp và đa dạng, nhưng trường hợp của bệnh nhân trên là rất ít, nhưng cũng rất may cho bệnh nhân đã đến viện kịp thời để xử lý.